Tập 9. Tân Lan à, đêm tân hôn uống sai như vậy, không sợ em không cho anh lên giường à? Em nói cái gì? Không cho anh lên giường? Em dám à? Không cho anh hôn em? Không cho anh hôn em? Không cho anh hôn em sao? Làm gì vậy? Bát Tuế Hồng, Bát Tuế Hồng, em 8 tuổi đã nổi danh phải không? Mấy năm nay em trốn ở đâu thế? Sao anh lại không tìm được em? Sao anh lại không tìm được em chứ? Em trốn ở đâu vậy? Do anh ngốc. Anh ngốc. Mấy năm nay anh chỉ biết dẫn lính đánh trận, kiếm tiền, nuôi sống đứa con và vợ mình. Ông bà ta nói rất đúng. Tướng tài sẽ biết ngựa hay, mỹ nhân thì sẽ về tay anh hùng. Từ hôm nay trở đi, nghe cho rõ đây, từ hôm nay trở đi, đội ngũ này là của anh. Mỹ nhân cũng là của anh. Em theo anh sống ngày lành thôi. Chóng mặt quá. Tử Long, đây. Mẹ, mẹ, mẹ đến đây xem. Vết thương của Tử Long sưng nặng hơn rồi. Mẹ xem đây. Làm sao bây giờ? Thế này, có lẽ bên trong mưng mủ hết cả rồi. Tử Long à, nó sốt cao quá. Tử Long, làm sao đây mẹ? Tử Long, thế này làm sao mà khỏi được? Tử Long, Tử Long ơi, con trai của mẹ, con trai của mẹ. Ngủ thôi, ngủ thôi, ngủ chung chăn. Đợi đã. Em muốn hỏi anh hai chuyện. Anh nói từ hôm nay trở đi, em là vợ anh phải không? Vậy nhà mẹ đẻ của vợ anh là cha vợ của anh phải không? Vậy anh cũng phải nuôi nhà vợ đúng không nào? Anh không nuôi thì người ta sẽ nói vị tham mưu trưởng này. Là quân đoàn trưởng. Quân đoàn trưởng. Gọi quân đoàn trưởng. Quân đoàn trưởng, quân đoàn trưởng. Quân đoàn trưởng của em. Anh không nuôi thì người ta sẽ nói vị quân đoàn trưởng này mất mặt quá đi. Hôn lễ hôm nay cha vợ không đến, nói là trong nhà không có tiền. Anh tự ngẫm đi. Ngủ đi. Ngủ cái đã được không? Ngủ đi. Không được. Nói xong rồi ngủ.
Có khó gì đâu. Ngày mai, chuyện nhỏ. Ngày mai anh bảo đội ngũ mang 100 đại dương cho cha em. Nói phải giữ lời. Chị, 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 Tử Long, mẹ, mẹ, Tử Long tỉnh lại rồi, mẹ, Tử Long tỉnh lại rồi, Tử Long, em tỉnh rồi, chị, sao chị lại ở đây? Cậu quản lý quân du phải không? Quỹ của chúng ta còn bao nhiêu tiền? Chuyện này tôi phải hỏi kế toán đã. Mấy năm nay trung ương không trả lương cho chúng ta, tiền bạc đều do chúng ta tự kiếm cả. Chi tiêu cũng rất cần kiệm. Cậu lấy cho tôi 100 đồng đại dương. Chuyện này quân đoàn trưởng ra lệnh. Chi tiêu trên 50 đồng. Phải có chữ ký của ông ấy. Chẳng phải quân đoàn trưởng đi vắng sao? Tôi thay mặt ông ấy, tôi ký tên là được. Xin hỏi tham mưu trưởng cần tiền làm gì? Tôi làm gì cũng phải báo cáo cho cậu à? Không cần, không cần. Tôi thuận miệng hỏi thôi. Vậy khi nào anh cần? Chiều nay. Chiều nay tôi cần. Có làm được không? Nếu là anh cần thì có thể. Mai lại lấy cho thêm 100 nữa. Được rồi. Cố làm cho tốt. Vài năm nữa tôi đề đạt cậu. Vâng. Đi đi. Cảm giác quá tuyệt. Bảo sao ai cũng muốn làm lãnh đạo. Quan lão gia, quan lão gia, quan vũ, quan lão gia phù hộ. Mưu lão hắc, ta giết cả nhà ngươi. Con trai, mẹ, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Sao con lại ở đây? Con đã ở bệnh viện Yên Đài mà. Tử Long, con vừa mới tỉnh, đừng nói nhiều quá. Chị, mẹ, chị lấy chồng rồi sao? Tốt quá rồi. Cuối cùng cũng tìm được chốn nương thân. Tốt quá rồi. Tử Long, từ hôm nay Ngọc Phượng không còn là chị con nữa. Nó là vợ con rồi. Mẹ nói gì vậy? Con trai à,
Trong lúc còn hôn mê, mẹ đã tự quyết định để hai con kết hôn, cho hai con bái thiên địa. Con có biết tại sao mình sống được không? Mẹ tốn biết bao tiền bạc, vẫn không có ai chịu gả cho nhà mình để sung hỷ. Là Ngọc Phượng. Ngọc Phượng tình nguyện. Con bé gì con, dùng miệng hút từng chút mủ ra mới có thể cứu sống con. Không có con bé, con không sống được đến giờ đâu. Thế nên nó không còn là chị con nữa, nó là vợ con. Ngọc Phượng, lau mồ hôi cho chồng đi con. Đừng chạm vào em. Tử Long, Tử Long, anh làm gì vậy? Đừng chạm vào em. Tử Long, chị là chị em, vĩnh viễn đều là chị của em. Không thể nào đâu. Mẹ, con có người con gái mình yêu rồi. Chị cũng biết mà. Đứa con gái con yêu, Tử Long, đứa con gái con yêu, mẹ nói cho con biết. Mẹ nói cho con biết, nhà mình sống trong sạch, mẹ không thể để con cưới con hát được. Với lại, lúc con nằm viện thập tử nhất sinh, con ả đó đã dụ dỗ người anh em kết nghĩa Mã Thi Câu của con rồi. Mẹ nói gì vậy? Ngọc Phượng, con nói cho nó đi. Mẹ, Tử Long, mẹ cưới vợ cho con phải biết trân trọng. Được rồi, còn lại để vợ con nói cho con biết. Mẹ không xen vào nữa. Chị nói đi. Mẹ nói thật sao? Tử Long, anh để em hầu hạ anh đi. Em tình nguyện hầu hạ anh cả đời. Chuyện của Sơ Dân mẹ em nói thật phải không? Nói đi chứ. Nói cho em đi. Là thật. Em tận mắt chứng kiến. Mẹ, mẹ dậy rồi sao? Con nấu cơm xong rồi. Ngọc Phượng, mẹ đi tiểu nữa à? Con bỏ xuống đi. Nào ngồi xuống đây. Sao vậy? Tối hôm qua không có làm à? Con ngốc quá đi mất. Con thành thật quá. Nó không bắt nạt con thì bắt nạt ai? Thôi vậy, bây giờ nó không chạm vào con. Chờ nó khỏi bệnh rồi, mẹ không cho nó rời khỏi nhà. Thôi mà mẹ, đừng làm vậy chứ. Vậy con nghĩ như thế nào? Mẹ, mẹ nói xem rốt cuộc nhị thiếu gia thích ai. Không phải nhị thiếu gia, con phải gọi nó là đương gia. Mẹ nói xem rốt cuộc đương gia thích phụ nữ như thế nào. Anh ấy thích thế nào, con sẽ biến thành người như thế đó.
Thế thì anh ấy có thể thích con rồi. Con bé đáng thương này. Đương gia, anh dậy rồi sao? Chị gọi em là gì? Bây giờ anh là đương gia của em rồi. Đừng gọi em như thế. Đây là gì? Đây là hưu thư. Chị nhận lấy rồi, sau này chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Chị cũng đến tuổi lấy chồng rồi. Hôm nào em nói với mẹ một tiếng. Em đọc cho chị nghe. Người lập hưu ước Mưu Tử Long. Được rồi, đừng đọc nữa. Đương gia, chúng ta đừng nói. Gọi em là Tử Long. Tử Long thiếu gia, đến giờ ăn cơm rồi. Ngọc Phượng, nào, lên phản giường đi. Con ngồi đây cũng được. Ngọc Phượng, đương gia của con ăn hết cơm rồi, xớ thêm cơm ra lên. Đây đương gia. Gọi em là gì? Sao vậy, gọi sai sao? Không thì Ngọc Phượng làm sao có thể ngồi đây ăn cơm được. Mẹ, đây ăn đi. Con biết con nợ chị một cái mạng. Con trả cho chị là được rồi chứ gì. Con nói gì thế? Đừng đi, con xới thêm bát nữa. Tử Long, sao con không hiểu chuyện vậy? Ngọc Phượng là ân nhân cứu mạng của con. Con đừng lấy quán báo ân chứ. Bây giờ hai đứa đã là vợ chồng, con cũng phải để Ngọc Phượng xin cho một đứa con. Mẹ, chị ấy là chị con. Chị ấy là chị của con. Rồi rồi rồi, được rồi. Con đừng đừng. Cái tư tưởng mới của con khuyên mẹ. Mẹ là người thế hệ cũ, chỉ biết quy tắc cũ. Con mà không làm Ngọc Phượng mang thai thì mẹ không cho con rời khỏi cái nhà này đâu. Được rồi. Mẹ khóa cửa rồi. Chị ngủ trên giường đi, em ngủ chỗ khác. Không cần. Vết thương của anh mới lành. Em ra nhà bếp ngủ.
Tham mưu trưởng, tham mưu trưởng, tham mưu trưởng, đến rồi đây. Phó quan Đàm, sao anh lại đến đây? Tham mưu Mưu, quân đoàn trưởng gặp chuyện rồi. Anh tôi bị sao vậy? Quân đoàn trưởng sao vậy? Quân đoàn trưởng bị sở quân Pháp bắt ở Nam Kinh rồi. Hả? Gì? Thế này là thế nào? Mẹ, mẹ đừng vội. Phó quan Đàm, vào nhà nói. Vào nhà nói đi. Phó quan Đàm, rốt cuộc là thế nào? Là thế này. Nam Kinh đột nhiên báo mở hộp. Tôi đã biết trước là không ổn rồi. Trưởng phòng trưởng có lén bảo tôi khuyên quân đoàn trưởng đừng về Nam Kinh, nhưng quân đoàn trưởng khăng khăng phải đi. Cuối cùng cứ thế mà bị bắt. Đi thôi, theo tôi về Yên Đài. Con đi Yên Đài làm gì? Mẹ, con phải nghĩ cách cứu anh con. Tham mưu, anh không thể đi. Quân đoàn trưởng vẫn luôn lo cho sự an toàn của cậu. Lúc về Nam Kinh có dặn dò tôi, nếu gặp chuyện thì tôi phải trở về bảo vệ cậu. Sợ vết thương của cậu chưa lành bị người ta hại. Được rồi, đừng nói nữa, đi mau đi. Không được, không được. Bây giờ nhà họ Mưu gặp chuyện, cô là trụ cột của nhà mình. Lần này anh con đi, không biết kết cục thế nào. Phó quan Đàm, Tử Hồng gặp chuyện ở Nam Kinh, sao nó lại bảo cậu về bảo vệ Tử Long? Chuyện là thế này, tôi cũng thấy quân đoàn trưởng làm rất đúng. Tuy Trung ương đã bất mãn với quân đoàn trưởng, nhưng nếu quân đoàn trưởng gặp chuyện thì chắc chắn phải là ở Yên Đài, chứ không phải Nam Kinh. Cũng tức là có người quen hãm hại anh ấy. Nếu đúng là như thế, Tham Mưu Mưu sẽ gặp nguy hiểm. Dù quân đoàn trưởng đã mất đi tự do, trong nhà chỉ còn Tham Mưu Mưu có thể cán đáng. Con nghe đi, con nghe đi. Anh con cũng biết bây giờ con có thể cán đáng rồi. Lúc này con không thể hoảng loạn được. Con phải nghĩ cho kỹ. Sao anh con lại gặp chuyện chứ? Ai đã hại đó? Lúc này chúng ta chỉ có thể trông chờ vào ai, phải đề phòng ai. Đúng vậy, Tham Mưu Mưu. Tuy quân đoàn trưởng đã bị bắt rồi, nhưng dù gì cũng nằm trong tay chính phủ. Chính phủ không thể làm bừa. Bây giờ trong nhà mới là nguy hiểm nhất. Đúng vậy. Được rồi, được rồi. Con không đi Yên Đài nữa, được chưa? Chúng ta làm rõ tình hình đã. Phó quan Đàm, trước khi anh tôi gặp chuyện, tôi bị thương phải nằm viện. Tôi không rõ tình hình trong đội lắm. Anh nói cho tôi biết đi, trong đội ngũ có gì bất thường không? Nếu nói bất thường thì chỉ có Nam Kinh đột nhiên báo mở hộp, còn lại vẫn chưa phát hiện ra. Ở Nam Kinh, người phụ trách bắt anh tôi là ai? Theo tin tức tôi nhận được là Tư lệnh Ngô. Tư lệnh Ngô. Thế này đi, sau khi về anh cứ làm việc như thường. Nếu có người hỏi thăm anh tôi, anh cứ nói anh ấy vẫn còn bận việc ở Nam Kinh. Nhà anh có việc nên mới vội vã về trước. Nếu thật sự thấy có chuyện gì đó không ổn thì nhanh chóng về báo cho tôi. Yên tâm đi, Tham Mưu Mưu. Bảo trọng. Tôi đi đây. Được rồi, bảo trọng. Tối qua con không ngủ trong phòng à? Mẹ, anh ấy vẫn chưa khỏi hẳn. Mình đừng làm khó anh ấy nữa. Nhà mình gặp chuyện rồi. Bỏ chuyện của nó sang một bên vậy. Sau này mẹ chống lưng cho con. Mẹ. Chị. Mẹ, con phải đi rồi.
Con muốn đi đâu? Về Yên Đài. Phó quan Đàm đã về rồi mà. Anh ấy chỉ là phó quan. Có nhiều người anh ấy không gặp được. Con phải tự mình về một chuyến. Con phải điều tra cho rõ ai đã bán đứng anh con. Mẹ, không sao đâu. Mẹ yên tâm đi. Nhưng chuyện này không được nói cho ai. Nếu có người hỏi mẹ thì mẹ cứ nói con bị thương rất nặng, đi nơi khác điều dưỡng rồi. Tử Long, lần này con về Yên Đài, nên làm gì không nên làm gì, con phải biết cái nào quan trọng hơn. Mẹ con biết mà. Cầm lấy đi. Đây là anh con để lại cho con, dùng để phòng thân, cầm lấy đi. Tử Long, con đi đường phải cẩn thận. Con biết rồi. Mẹ vào nhà đi, đừng ra ngoài. Em đi với chị, bảo vệ bản thân cho tốt. Con biết rồi, vào nhà đi. Mẹ, trong lòng con bồn chồn quá. Anh ấy sẽ không sao đâu chứ. Đây là số mệnh của nó. Từ giờ trở đi, nó chỉ có thể liếm báo trên lưỡi đau sống qua ngày. Ông chủ Trương. Lão Đàm. Lão Đàm, đây, tôi trả tiền cho chạy bàn rồi. Không sao, Lão Đàm. Sao mới đây đã từ Nam Kinh về rồi? Tôi đi đây. Anh đi đâu thế? Về đội ngũ. Về đội ngũ? Về đội nào? Anh và quân đoàn trưởng Mu đã thăng chức lên Nam Kinh rồi mà. Ai nói cho anh thế? Còn cần ai nói nữa? Chẳng phải ở đây đã đổi thành quân đoàn trưởng Mã rồi à? Ra ngoài đi. Được rồi. Chúng ta nói đến đâu rồi? Nhận được lệnh tham mưu trưởng liên quân đoàn trưởng khi nào? Các anh đi chưa được vài ngày đã công bố rồi. Nói là tạm thời thay mặt. Không đúng. Quân đoàn trưởng chỉ bảo anh ta dẫn dắt đội ngũ, không hề nói là thay mặt. Vậy tôi cũng không biết nữa. Vậy trưởng phòng thường đâu? Các anh vừa đi, tham mưu trưởng lập tức bảo bọn tôi đi bắt trưởng phòng thường. Nhưng trưởng phòng thường có chuẩn bị, để lại đơn xin nghỉ quân đoàn trưởng cho ông ấy, rồi trốn mất. Được rồi, anh đi làm việc đi. Được rồi. Đừng nói là đã gặp được tôi. Anh cũng phải cẩn thận đấy. Sao vậy? Phó quan Đàm về rồi. Sao không báo cáo cho tôi? Chào chị Mu. Văn Chiêu đến rồi. Vào nhà nói chuyện. Được rồi. Vừa về hai ngày đã bị bắt rồi. Tôi sai người dò hỏi khắp nơi. Họ nói là bị nghi thông đồng với cộng sản. Tôi muốn đi gặp ông ấy, mang vài bộ quần áo để thay. Họ nhất quyết không cho tôi gặp. Văn Chiêu, tôi phải làm sao đây?
Xem ra anh cả không hề lo chuyện không đâu. Chị Mu, thật ra hôm nay em đến Nam Kinh là để đón chị và các cháu về Yên Đài. Tử Hồng sống chết chưa rõ, sao bọn tôi có thể đi được? Chị Mu, thật ra trước khi quân đoàn trưởng đi Nam Kinh đã dặn dò chuyện của chị và các cháu rồi. Anh ấy nói dở anh ấy gặp chuyện gì thì phải đón chị và các cháu về Yên Đài trước. Dù gì Yên Đài cũng là địa bàn của quân đoàn trưởng. Với lại, nếu chị và các cháu ở lại Nam Kinh, nếu có kẻ dùng sự an toàn của các chị để uy hiếp quân đoàn trưởng, thế thì không hay rồi. Chúng tôi đi rồi, Tử Hồng chỉ có một mình tôi không yên tâm. Chị Mu, lúc nãy chị cũng nói rồi, ở lại Nam Kinh cũng chẳng làm được gì, chị còn không gặp được quân đoàn trưởng. Chị nghĩ xem, chỉ cần chị và các cháu về đến Yên Đài là các chị an toàn rồi. Chị yên tâm, không có chuyện gì đâu. Cả quân đoàn sẽ cố hết sức mình để cứu quân đoàn trưởng. Mẹ, mẹ dẫn các em về Yên Đài trước đi. Con ở lại với cha. Diệu Quốc, cháu đừng làm bậy. Cháu ở lại Nam Kinh thì làm được gì? Bây giờ cháu còn là học sinh, vẫn chưa trưởng thành. Cháu trưởng thành rồi. Cha chưa được thả ra, cháu chưa rời khỏi đây. Vậy chị Mu, hay là chị dẫn hai đứa nhỏ về trước đi? Không, tôi cũng không đi. Diệu Quốc ở đây, Tử Hồng cũng ở đây, tôi có thể đi đâu được? Chị nghe em nói, chị và các cháu ở lại Nam Kinh thực sự không an toàn. Đừng khuyên nữa Giang Chiêu. Nhớ họ phán tội Tử Hồng thì tôi càng không thể đi. Được sống thì tôi chờ Tử Hồng ra ngoài cùng sống, phải chết thì chúng tôi cùng chết. Khoan, chị đừng nói vậy, quân đoàn trưởng sẽ không sao đâu. Chị là mẹ, lúc này chị không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho con mình chứ. Họ đâu đến mức cả trẻ con cũng không tha. Hay là thế này, em ở lại Nam Kinh với các chị vài ngày, chị cũng suy nghĩ cho kỹ, đến lúc đó chúng ta lại bàn bạc được không? Nhìn cái gì, đi nhanh lên. Cậu bé đi xe không? Chị dâu là em, Mu Tử Long. Tham Mu Mu, cậu, cha thằng bé rốt cuộc sao rồi? Chúng ta đi chỗ khác nói. Lên xe đi. Đi thôi. Đi thôi. Tham Mu Mu, rốt cuộc là thế nào vậy? Anh ấy còn sống sờ sờ, nói chết là chết, bỏ lại vợ quá con côi chúng tôi. Chị đừng nóng vội. Chuyện xảy ra khi nào? Sao lại chết? Hôm trước đội ngũ báo tin cho bọn tôi, nói là lúc về, đến ngoài thành thì gặp phải cướp. Chị có nhìn thấy xác không? Tôi có nhìn xác,
không có vết thương ngoài da. Lúc chị sang đó, trong đội ngũ ai là người đón chị? Tham Bưu Tông. Tham Bưu Tông. Phó Quan Đàm chết rồi. Đám quan chức đầu não không ai ra mặt sau. Người đi rồi trà ắt lạnh. Nói chỉ là chết rồi. Trừ Tham Bưu Tông ra còn có ai? Trừ Tham Bưu Tông ra, tôi không gặp được ai cả. Tôi muốn gặp phó tư lệnh, họ nói là về hưu rồi. Muốn gặp tham mưu trưởng Mã, họ nói là đi công tác rồi. Chị dâu, chị đừng đau lòng. Phó Quan Đàm lúc còn sống trung thành với anh tôi. Tôi sẽ không bỏ mặc chuyện của anh ấy. Đây, tôi có chút tiền, chị cầm lấy đi, an táng cho Phó Quan Đàm, sau đó nhanh chóng dẫn con về nhà. Dù có thế nào, vì con, vì bản thân chị phải sống cho thật tốt. Tôi không cần tiền, đội ngũ nói sẽ chôn cất anh ấy tử tế. Chi phí sinh hoạt của mẹ con tôi sau này đội ngũ lo hết. Được rồi, chị đừng từ chối nữa, cứ nhận tiền đi. Chị yên tâm, chắc chắn tôi sẽ điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Phó Quan Đàm. Bảo trọng. Tiểu đoàn trưởng Tôn, Bưu Tử Long, bây giờ là tiểu đoàn trưởng Tôn rồi sao? Thăng chức rồi. Ai đề đạt anh thế? Phó Quan Đàm rời thuyền từ hôm trước. Anh ta mượn một con ngựa đi huyện Hoàng, quê của quân đoàn trưởng Bưu. Vậy tức là Bưu Tử Long đã biết chuyện Nam Kinh rồi à? Tôi không rõ, nhưng hẳn là anh ta vừa từ huyện Hoàng về. Tham mưu trưởng Mã. Tham mưu trưởng Mã. Gì mà to tiếng thế? Gặp ma sao? Cậu ra ngoài trước đi. Sao thế? Tôi gặp Bưu Tử Long ở ngoài. Cậu ta ở đâu? Tôi vừa ra ngoài đã gặp phải. Cậu ta chỉ súng vào tôi, hỏi chuyện trong đội ngũ. Anh nói gì với cậu ta rồi? Tôi nói gì được chứ? Tôi chỉ nói cho cậu ta, bây giờ anh là quân đoàn trưởng của đội ngũ này. Chuyện khác tôi không có nói. Chuyện khác không có nói sao? Đúng vậy. Anh ra ngoài đi. Tôi biết rồi. Anh bình thường một chút, đi bình thường thôi. Quân Cách mạng Quốc dân Trung Quốc yêu cầu Trung Quốc chúng ta độc lập, tự do, bình đẳng để thực hiện chủ nghĩa tam dân của Tổng thống Tôn. Chủ nghĩa tam dân là để cả dân tộc được độc lập, dân quyền bình đẳng. Đồng chí Nhân Kiệt, về rồi sao? Tôi về rồi. Tôi có vào được không? Tất nhiên rồi. Dàn xếp ổn thỏa rồi à? Ổn thỏa rồi. Nói thật với anh, lần này đi rồi tôi không muốn quay về nữa.
Tôi muốn ở lại đó làm cùng họ. Bây giờ họ không biết phải làm gì. Quan trọng nhất là ẩn nấp, bảo toàn lực lượng. Tôi biết. Ở lại yên đài như anh mới là người có việc quan trọng phải làm. Tiếp theo tôi phải làm gì? Tiếp theo không còn việc gì nữa. Cô ở nhà với cha đi. Anh vẫn không tin tưởng tôi sao? Anh xem, nhiệm vụ anh giao cho tôi đã hoàn thành tốt. Có nhiệm vụ gì anh cứ giao cho tôi. Tiểu thư, có người tìm cô. Không thấy tôi đang bận sao? Bảo họ chờ đi. Được rồi, đi đi. Bên tôi không còn việc gì nữa, đừng để người ta chờ. Được rồi, vậy tôi không làm phiền anh nữa. Dân hữu, dân trị, dân hưởng. Một Trung Quốc mới.